hai thanh niên hóa liều trộm điện thoại rồi biến mất nhanh như một cơn gió. Vụ việc xảy ra tại khu vực An Thạnh, thành phố Thuận An, Bình Dương được gửi đến Sài Gòn TV nhằm cảnh giác đề phòng những trường hợp tương tự như trên. Thời điểm này có hai thanh niên lạ mặt, mặc đồ khá sặc sỡ đi vào tiệm, giả vờ xem hàng, thấy chủ tiệm sơ hở đi vào bên trong có việc gấp. Thanh niên áo đỏ đã nhanh chóng đưa tay xuống mở tủ phía bên trong gian hàng. Thanh niên áo sọc caro còn cảnh giác nhắc nhở rằng có camera, thế nhưng vẫn không thể khiến cho hành động của thanh niên còn lại trùng bước. Rất nhanh chóng, hai thanh niên này đã trộm một chiếc điện thoại trong chớp nhoáng. Xong rồi cả hai biến mất chạy ra đường, đến khi chủ cửa hàng bước ra thì đã quá muộn. Qua trích xuất camera trình lên công an địa phương, bước đầu xác nhận hai đối tượng trên đã thực hiện hành động tương tự ở một số cửa hàng trên địa bàn. Trong nay mai chắc chắn sẽ mời cả hai lên uống trà vì những việc đã gây ra. Các bạn nên cẩn trọng hơn trong các tình huống tương tự, cần nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản cá nhân của mình. Đừng quên để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.